Lễ khai trương, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố lên vị trí danh dự để cắt băng khai trương phố đi bộ Kim Đồng, chợ ẩm thực thành phố Cao Bằng, trưng bày giới thiệu đặc sản ẩm thực, hàng lưu niệm, triển lãm ảnh, thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh Cao Bằng. Sau đây, xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo cùng cắt băng khai trương phố đi bộ Kim Đồng, chợ ẩm thực thành phố, trưng bày giới thiệu đặc sản ẩm thực, hàng lưu niệm, triển lãm thành tựu kinh tế xã hội tỉnh Cao Bằng. Trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo. Xin mời các đồng chí lãnh đạo trở về vị trí. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, quý vị đại biểu, nhân dân và du khách đã tham dự tạo nên thành công cho lễ khai trương ngày hôm nay. Sau đây, ban tổ chức lễ khai trương xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu tham quan và tham gia các hoạt động tại phố đi bộ Kim Đồng và tham quan chợ ẩm thực thành phố. Xin được trân trọng kính mời, lễ khai trương xin được kết thúc tại đây. Xin được trân trọng cảm ơn. Thank you.
Thank you.